Quý lão tiên sinh thể hình sau mũi cuồn cuộn, vạn người đê mê. Theo Daily Mail, ông chú thể hình bước sang tuổi 50 nhưng vẫn sở hữu khối cơ bắp vạn người mê. Jean Titus cách đây 30 năm còn là sinh viên một trường đại học tại Mỹ. Hiện tại, khi đã bước sang tuổi 50, ông vẫn đang là giáo viên thể dục cho trường học này. Dù đã bước sang tuổi 50, tuy nhiên ông chú Jean này vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì sở hữu khối lượng cơ bắp đáng mơ ước. Để duy trì cơ thể đẹp, Jean Titus ăn khoảng 3.400 calo mỗi ngày và tập 5 ngày trên tuần. Khi còn là sinh viên đại học, Jean là một chàng trai gầy gò, tuy nhiên kể từ khi đến với thể hình, ông đã có một cơ thể đáng mơ ước sau hơn 30 năm. Jean có vòng ngực lên đến 48 inch, 121,92cm và bắp tay 18 inch, 45,72cm. Người đàn ông 50 tuổi có thể đẩy tạ 181kg hoặc deadlift lên đến 199kg và có thể squat được 208kg. Hiện có hơn 170.000 người theo dõi trên trang cá nhân của Jean, trong đó đa phần là phụ nữ. Nó cho thấy sức hấp dẫn tuyệt vời của ông chú 50 tuổi với phái đẹp. Chiêm ngưỡng bộ râu và thân hình vạm vỡ của Titus, nhiều người lại liên tưởng tới nhân vật Quý lão tiên sinh trong truyện Bảy viên ngọc rồng nổi tiếng. Sau đây là một số hình ảnh tập luyện của ông, và bạn nào đang có nhu cầu muốn mua dụng cụ tập gym thì hãy kích vào đường link dưới mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Carefully, I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest.